cay dài nữa nha. Cái này mập cũng chiên có trứng muối hết. Hôm nay mập tận dụng ở nhà mập á, cái gì mập bán, mập ra mập làm clip luôn. Cho em mập vài chục giây để quảng cáo nha cả nhà. Mập em có bán đồ ăn vặt, các món đặc sản như khô, mắm, lạp xưởng, dưa mắm, chả các loại và nhiều món hấp dẫn khác nữa, bảo đảm ngon, xuất sắc và nhức cái nách nè. Cả nhà kết bạn số Zalo của Mập ở bên trái màn hình số 0879299932 để xem nhiều món và đặt hàng ủng hộ Mập nhé. Mập sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Mập cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mãi yêu. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập ăn cơm chiên Dương Châu full lạp xưởng cả nhà. Với lại ở đây Mập có một một dĩa kim chi nữa này cả nhà. Kim chi này ở nhà Mập bán luôn là 160 một ký cả nhà. Đó thì nói chung thì cả nhà cũng biết nhiều rồi đó. Còn lạp xưởng ở đây thì Mập chiên tất cả lạp xưởng bên Mập luôn, nhưng mà trừ lạp xưởng bò. Tại vì lạp xưởng bò bữa hổm Mập đã làm clip rồi. Đó thì cả nhà cho Mập một tí thời gian để Mập giới thiệu lạp xưởng bên Mập nha. Đó thì ai mua hàng liên hệ số điện thoại 0879 299932 nha cả nhà. Đó thì cái đó là số Zalo với lại số điện thoại của Mập luôn. Thì lạp xưởng thì cả nhà gần Tết rồi, cả nhà ủng hộ Mập nha. Mập thì Mập bán quanh năm nhưng mà ý là gần Tết nè, thì cái này nó hơi thông dụng một tí cả nhà. Thì cái lạp xưởng này nè cả nhà, cái loại khúc khúc mà ngắn ngắn á, Mập gọi là cái lạp xưởng uốn ngắn. Thì cái loại mà thường như giống như vậy nè là thịt không á, thì là 200 ngàn một ký, một bịch vậy là nửa ký nha cả nhà. Nói chung là gói Mập ra là nửa ký hút chân không hết nó, một bịch vậy là nửa ký thì là 200 ngàn một ký, được hai bịch nha cả nhà. Còn bên đây là loại có trứng muối, lạp xưởng uốn ngắn có trứng muối, thì đây nó nè cả nhà, Mập trẻ ra nè, thấy không, đó là 230 một ký, cũng là hai bịch luôn nha cả nhà. Đó còn cái lạp xưởng tôm này, lạp xưởng tôm là cái lạp xưởng cái loại dài này nè cả nhà. Đó loại thường không có trứng muối là 220 một ký, còn có trứng muối là 260 một ký, mà bán giá này 2 năm rồi đó. Đó còn cái lạp xưởng hồ lô đặc biệt nha cả nhà, hồ lô là cái loại này, cái loại tròn này đó, là cái loại thường là 200 ngàn một ký, nó cũng giống như uốn ngắn luôn, bằng giá luôn. Còn cái loại có trứng muối á là 230 một ký nha cả nhà. Đó còn cái kim chi thì 160 một ký, thì ai mua thì liên hệ Zalo của Mập là 0879299932. Cả nhà cứ nhắn tin vô Zalo nha, tại vì cái Zalo của Mập bị đầy bạn rồi, đợi Mập và đồng ý kết bạn lâu lắm nha cả nhà. Đó thì bây giờ Mập sẽ ăn nghe cả nhà xem nha. Thì cái lạp xưởng này nè, Mập sắc lát lát ra là cái lạp xưởng uốn ngắn trứng muối hồi nãy đó, Mập sắc lát ra. Còn cái kia Mập để nguyên. Rồi bên đây thì là nước tương này cả nhà. Đó, tại gần Tết rồi, Mập muốn giới thiệu cho cả nhà xem. Đây là clip cuối cùng Mập làm về cái món lạp xưởng trong năm nha cả nhà. Còn qua năm thì tính tiếp. Đó. Đây Mập sẽ ăn cái lạp xưởng tôm đi. Cũng lâu rồi Mập không làm cái lạp xưởng tôm nè. Cay dài nữa nha. Cái này Mập cũng chiên có trứng muối hết.
lạp xưởng thì cái vị nó phải ngọt ngọt thôi cả nhà, nhưng mà không ngọt quá, nó không có ngọt như kẹo. Kim chi. Hôm nay Mập tận dụng ở nhà Mập á, cái gì Mập bán Mập ra Mập làm clip luôn. Cá lụa rồi nữa nè. Kim chi chua chua ngon. Đặc biệt một cái là lạp xưởng bên Mập rất là ít mỡ cả nhà, phải có mỡ, nhưng mà người ta là làm 50-50 nên người ta bán giá rẻ. Còn Mập làm á, không phải này, không phải Mập làm mà là lấy cơ sở gần ở dưới quê, Mập biết biết gốc biết gác luôn, vệ sinh an toàn thực phẩm đàng hoàng, thì á nó là 7-8 phần nạc, chỉ 2-3 phần mỡ thôi cả nhà. Lạp xưởng làm á thì nói chung phải có mỡ, chứ nó không có mỡ mà nạt 100% là không tin được, thiệt sự luôn. Gần Tết ha, bên Mập bán rất là nhiều luôn á. Còn ngày thường thì nó gai, nói chung bán cũng được, nhưng mà không bằng dịp Tết thì cả nhà luôn á.
Cái này là mập chiên bằng nước, chứ không phải chiên bằng dầu. Ngon lắm cả nhà. Ngon thật sự. Không biết nói gì hơn. Hôm nay Mập biết ăn món này khô nè. Nên Mập mới lấy kim chi một em ăn nữa. Quá xuất sắc.
hôm nay tế lịch sử luôn. Quá phần no nê cái nhà đó, chắc bụng, ăn cơm là chắc bụng nha cái nhà đó. Thì cả nhà đầu clip Mập có để Mập có giới thiệu cái lạp xưởng á, thì gần Tết nè, cái nhân dịp này mà ai có ý định ăn lạp xưởng á, mà thấy Mập ăn ngon nè, tin tưởng Mập thì mua cái lạp xưởng bên Mập, ủng hộ Mập với nha. Nói chung cái nhà ăn rồi cái nhà sẽ ghiền thôi, nhưng mà Mập cam đoan cái nhà luôn á, thực sự luôn nha cả nhà. Thì nếu mà ai ăn thì liên hệ cái Zalo của Mập á, mà nãy Mập có đọc số cả nhà, hoặc là gọi điện thoại thẳng cho Mập để đặt nha. Thì còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi cả nhà. Nếu mà ai có góp ý gì á, hoặc là muốn Mập thay đổi điều gì thì bình luận phía bên dưới để Mập biết, Mập hoàn thiện hơn trong những clip sau nha cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thấy Mập ăn ngon nè, hấp dẫn nè, thấy thèm nè cả nhà, thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh mà vô tình xem được clip này mà thấy kênh hay nè, clip hấp dẫn nè, thì đăng ký kênh ủng hộ Mập với nha. Nhớ nhấn cái chuông cái bên chữ đăng ký để mai mốt á Mập có ra clip, cái YouTube sẽ thông báo gì điện thoại cả nhà lên xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ Mập đang xong rồi, một cái lúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.